sân cảnh Nghệ An, quan hoàng người sân cảnh Nghệ An khi về thiên bản làm quan phủ dây.
gió lay xịt bước manh manh. Đưa đường quân tử lộ trình tới đây, tay thiền chuông chén diệu đào. Nhất tuần sơ sắc lên bì ngọc để khắc u mi dâng vào là vào. Rước quan hoàng mười sơi các cô dâng vào rước quan hoàng mười sơi. Để tay thiên giọt nước trên diệu đào, nhị tuần là dâng lên mỹ điện ngọc, dâng lên kinh mẫu các cô nâng vào là vào rước quan hoàng mười sơi. Tam bôi sắc lên bì ngọc để khắc khu mê dâng vào là vào rước quan hoàng mười sơi. Các cô dâng vào rước quan hoàng mười sơi. Cho dân no ấm cho nước nhà được bình yên. Trời mù xanh cho băng trời cam lộc, được mù xanh thì bằng được dòng sông Lam. Mà đời mù gió bể trắng bằng đời thân nên nộ. Dịch quan hoàng mười ai biết rằng bao nhiêu tuổi chẳng
chiếc ghế hoang năm năm đi bao nhiêu tuổi, sao đẹp hao như ngày đông suốt đời
vạn sự được hạnh thông. Rẽ mây vàng trên thượng tiên các cô, rẽ mây vàng thôi cô chiến dương dứt hoàng về vô chân cảnh.